Xin chào tất cả các bác. Hiện tại em đang có mặt tại nhà chú Tuyên ở Khả Đông, Duyên Hải, Hưng Hà, Thái Bình. Lắp cho chú một bộ hát karaoke giá rẻ với trị giá là 15 triệu đồng. 15 triệu đồng gồm những thiết bị như đẩy, vang, mic và loa Dolafone 30. Tất cả là đồ hàng mới, tập hợp. Chỉ có duy nhất một chiếc bộ micro bãi. Một bộ micro bãi chất lượng. Không gian nhà chú thì rộng khoảng 20-25 m². Phòng khách nhà chú khoảng 25 m². Không gian thì cũng tương đối thoáng, nhiều cửa. Một bộ karaoke thì chạy vang cơ thôi, nhưng mà chất lượng thì rất là hay nhé các bác nhé. Đấy. Thì bộ karaoke này thì em lắp đặt và hoàn thiện cho chú, một người rất là yêu ca hát, đam mê ấp ủ từ lâu sắm một bộ karaoke, nhưng mà tham khảo nhiều chỗ thấy những bộ dàn nó cao tiền quá, chú cũng chưa quyết định mua. Thế hôm nay thì em tư vấn cho chú một bộ rất là vừa tiền, với tổng trị giá khoảng 15 triệu đồng, rất là vừa phải, mà hàng là toàn hàng mới, bảo hành 1 năm. Và chú đã hát thử và đã đồng ý lấy bộ này. Thì là bộ dàn gồm có một chiếc micro không dây hàng bãi, một chiếc vang cơ STC hàng chính hãng, Eco Revert rất là hay, và một cục đẩy 2 kênh với công suất là 500W một kênh, và bộ Dolafone cũng ETC hàng chính hãng, Dolafone Bass 30 cực kỳ chất lượng, âm thanh rất là uy lực, sáng tiếng. Em đã lắp đặt xong và hiện tại chú đang test. Thì sau đây mời các bác cùng lắng nghe tiếng hát của chú cũng như là của một số hàng xóm đến chơi, xem là chất lượng của dàn là như nào nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đến đây xin được phép tạm dừng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.